Dạ nếu mà quý vị tốn hàng trăm triệu mỗi ngày để viếng mộ của Võ Thị Sáu không bằng giải cứu những loài cá biển quý hiếm đang bị bắt làm thịt trong các nhà hàng tại Côn Đảo, toàn là cá vẹt, bảo vệ các rạn san hô cũng như các loài cá đặc trưng ở những rạn san hô và ốc tù và nữa. Hiện tại những sinh vật quý hiếm này đang bị ăn thịt rất là dã man. Nếu đến đó, tại sao chúng ta không giải cứu mà lại ăn thịt họ, rồi tạo ra rác thải ô nhiễm môi trường? Hôm nay các thần thú của Tuy Un lại tiếp tục đi phóng sanh hồi hướng công đức cho cô Võ Thị Sáu.